Người thân trong gia đình con quả quyết là cõi Tây Phương Cực Lạc trong kinh A Di Đà, bên phái Phật giáo Bắc truyền nằm ngoài tam giới vẫn tin là có thật, và cả nhiều giảng sư bên Phật giáo Bắc truyền cũng nói như vậy. Xin sư trích dẫn từ tạng kinh và chú giải cho con và mọi người biết, trong tất cả vũ trụ chúng sanh chỉ có ở ba dạng như trong tam giới gồm 31 cõi. Để trả lời câu hỏi này thì sư mời quý vị đọc một cái bài kinh mà Đức Thế Tôn nói về các cảnh giới của chúng sanh, tức là tất cả chúng sanh thì chỉ ở trong các cái cảnh giới này thôi chứ không có đi ra ngoài. Đây là trong Tăng Chi, phẩm chỗ cư trú của hữu tình, các loại hữu tình, tức là tất cả chúng sanh chúng ta đó, tất cả chúng sanh có thức tánh đó, thì này các tỷ kheo, có chín chỗ cư trú của loài hữu tình. Thế nào là chín? Tức là tất cả chúng sanh chỉ có thể cư trú ở chín chỗ này thôi nha. Nhớ Đức Thế Tôn nói chỉ có chín chỗ cho chúng sanh cư trú thôi, không có chỗ nào khác. Tức là mình chưa đắc đạo quả A-la-hán, chưa niết bàn, thì mình chỉ có thể trú trong chín cõi này thôi. Này các tỷ kheo, có những loài hữu tình thân sai biệt, tưởng sai biệt. Thân sai biệt, ví dụ như đàn ông, đàn bà, người già, người trẻ, như con trâu, con bò, con heo, con chuột, đó thân sai biệt, ha, tưởng sai biệt, đó, tức là những cái suy tư trong cái phần tâm tưởng đó, như loài người, một số chư thiên, một số các đọa xứ, đó là hữu tình trú xứ thứ nhất, đó là loài người nè, chư thiên, các đọa xứ, như địa ngục, ngạ quỷ, đó, bàn sanh đó. Rồi tiếp theo là chư có những loài hữu tình thân sai biệt tưởng đồng nhất, như chư phạm chúng thiên khi mới tái sanh, đó là chú xứ thứ hai. Rồi tiếp ha, Quan Âm thiên, rồi Tịnh cư thiên, rồi Vô tưởng thiên, rồi Không vô biên xứ, Thức vô biên xứ, Vô sở hữu xứ, và Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Này các tỷ kheo, đây là chính chỗ cư trú của các loài hữu tình. Nghĩa là tất cả chúng sanh có thức tánh, khi chưa chứng đắc đạo quả A-la-hán, chưa nhập niết bàn, thì chỉ có thể trú trong chính cái chỗ cư trú này thôi. Ngoài ra không có một chỗ nào khác, mình không nên tự chế ra. Rồi như thế thì mình sẽ rơi vào cái lỗi là phỉ báng Đức Thế Tôn. Tức là những gì Đức Thế Tôn không có nói, mình cho là Thế Tôn có nói. Những gì Thế Tôn có nói, mình cho là Thế Tôn không có nói. Hãy cẩn trọng đối với việc này ha. Và sư qua câu hỏi tiếp theo.